nghìn giờ trong giao dịch Forex quan trọng như thế nào. Bất kỳ thứ gì có giá trị đều không dễ dàng có được và giao dịch Forex cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần nỗ lực trong bao lâu trước khi chúng ta có thể mong đợi một kết quả tốt? Một vài tháng giao dịch hay tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hay số lượng giao dịch? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần. Và cứ đúng khung giờ này, các bạn hãy vào YouTube gõ từ khóa Sơn Forex để xem video đầu tiên các bạn nhé. Đồng thời các bạn muốn tham gia khóa học Kimono Trader Forex thực chiến kiếm tiền tại lớp, hãy truy cập vào website www.hoangngocson.com để biết thêm chi tiết. Quy tắc 10.000 giờ. Quy tắc 10.000 giờ được phổ biến bởi tác giả Malcolm Gladwell trong cuốn sách Outlier. Trong đó Gladwell nói rằng chúng ta được hướng dẫn làm một công việc gì đó 20 giờ một tuần, 50 tuần một năm trong 10 năm bằng 10.000 giờ. Và đây là con số ma thuật của sự vĩ đại, nơi một người có thể trở thành một chuyên gia. 10.000 giờ thực hành giúp bạn trong giao dịch Forex. Giao dịch Forex trong 10 năm sẽ cho bạn thấy rất nhiều các môi trường giao dịch khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đã bắt đầu giao dịch Forex vào năm 2008, bạn sẽ chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ, khủng hoảng nợ châu Âu, cuộc khủng hoảng hạt nhân của Nhật Bản và sự sụt giảm của giá dầu. Với trải nghiệm đa dạng đó, nó giúp rất nhiều trong việc phát triển các kế hoạch đầu tư của bạn ngày càng tốt hơn. Giao dịch Forex liên tục cũng giúp bạn phát triển các phương pháp và chiến lược giao dịch của riêng mình. Sau một thời gian, bạn sẽ biết được các cặp tiền tệ, khung thời gian, phiên giao dịch và chỉ số nào hoạt động tốt nhất và phù hợp với tính cách của bạn. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng là bạn sẽ phải phát triển những thói quen giao dịch tốt. Việc phát triển các thói quen giao dịch tốt cần có thời gian và sự lặp lại. Bạn không thể có được điều đó nếu bạn không giao dịch một cách nhất quán. 10.000 giờ thực hành giao dịch Forex có đủ hay không? Rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như di truyền, cường độ và các học hỏi của mỗi cá nhân cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của 10.000 giờ đó. Bạn có thể giao dịch Forex trong 20.000 giờ và không đạt được gì. Mặt khác, bạn có thể sẽ tiến bộ nếu bạn sử dụng những thời gian đó để tập trung vào việc học hỏi từ những sai lầm và hành động để cải thiện quy trình giao dịch của mình. Điều này còn được gọi là thực hành có chủ ý, kết hợp với các yếu tố khác trước khi áp dụng quy tắc 10.000 giờ. Thực hành có chủ ý, chủ động mổ xẻ, xem xét, điều chỉnh các phương thức giao dịch của bạn, nó sẽ giúp tăng tốc đáng kể quá trình học đầu tư của bạn. Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn rằng bạn cần 10.000 giờ để có thể trở thành một nhà đầu tư Forex có lợi nhuận, nhưng bạn không thể phủ nhận tầm quan trọng của thời gian học tập và thực hành đầu tư. Tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn muốn đạt được ước mơ của mình đến mức nào và bạn sẽ nỗ lực bao nhiêu để đạt được điều đó. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới. Xin chào và hẹn gặp lại!